Hello, chào mừng mọi người đến với kênh của mình. Hôm nay chúng ta sẽ góc quay khá là khác so với thường ngày kênh mình làm. Đó là chúng ta sẽ mở hộp trên tay một chiếc gọi là phụ kiện, kiểu trang trí, trưng bày góc, setup khá là đẹp. Thì đây là chiếc đèn xông hơi. Đèn xông hơi sẽ có mấy loại màu này, trắng, vàng, đen đen này, đấy như thế. Thì hôm nay bản của mình màu trắng. Thực sự là cái này thì hộp bên ngoài cũng không có gì nhiều vì toàn tiếng Trung mà mình cũng không hiểu rồi, nên chúng ta sẽ bóc hộp luôn. Thì thực sự là kiểu cách như này mọi người có thể trang trí. Đấy, đầu tiên nó sẽ có một sợi dây cáp USB Type-C không mạ vàng, không logo, nói chung là hàng các pháp sư bé nhỉ. Về và đúng rồi, chắc chắn rồi, chúng ta có cái đèn đấy đó. Và bên trong hộp là hết đấy, hộp là hết đó. Thì đó, dây này thì dây màu trắng cũng tuyệt luôn mọi người, kiểu setup góc mình đang kiểu phụ kiện mà mọi người mua về mọi người để trưng bày hoặc là kiểu những mùa khô ấy, mùa đông mùa khô ấy, thì mọi người kiểu bật lên xông thêm một tí cho nó thơm phòng hoặc là cho nó đỡ bị khô quá, hoặc là làm đèn ngủ cũng được đấy. Thì dây tai si này đấy, cho mọi người xem này, lấy nét này đấy. Lấy nét đi, rồi đấy rồi, tai si không mạ vàng không lô gì cả, và dây này chỉ dài có 80 cm thôi nhá. Thế nên là thực sự là kiểu dây này, và cái này có thể cắm được vào nguồn máy tính hoặc là cục sạc điện thoại mà, nên là mọi người có thể cắm cái này vào kiểu làm đèn ngủ cũng được, hợp lý, đèn ngủ là hợp lý nhất. Và đây sẽ là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay đó. Đây là cái phiên bản mình mua, có nhiều phiên bản loại xịn sò mấy trăm nghìn nữa, nhưng mà mình nghĩ là một cái rẻ rẻ nhất, một cái đèn thì rẻ rẻ thôi, mình mua hình như là 90 trăm săn sale đấy. Đấy thì đấy nha, ui rất là, đây ra sẽ có hai đèn, một đèn là bật chế độ xông hơi, không biết là nó nhìn không, một đèn bật chế độ phun khói đấy, xông hơi, một đèn là bật đèn bình thường đấy. Nó có logo họa tiết này, đằng sau chỉ có mỗi cổng USB Type-C thôi, nhưng mà bây giờ chuẩn chuẩn Type-C rồi. Dưới thì có cái chắc là quạt thông khí với cả đấy, thì đằng trên là đấy, đằng trên là cái lỗ này, nhưng mà cái này rất dễ này đấy. Bên này cũng không có gì, bên này thực sự nó chỉ dán vào để cho nó kiểu nó đỡ bị tràn ra phía khác. Rồi bên trong chúng ta có gì gì đấy, gì gì đấy. Mình đang mình đang không hình dung ra nó là cái gì luôn, nhưng mà tí nữa mình sẽ đổ nước vào, mình không có tinh, mình không mua tinh dầu được, mình nghĩ mình sẽ đổ nước vào. Thì đấy, cái này sẽ là để mà che đèn này đấy, đèn led mà, để mà có kiểu tạo ứng lửa rồi là hiệu ứng đèn các thứ ấy. Đấy thì cái này là để che vào để tránh bị dính nước, theo mình nghĩ là thế. Thì cả chỗ này cũng thế nữa, cái này là kiểu cái quạt để thổi này, quạt để thổi lên đấy, quạt để thổi lấy hướng lên để nó bốc hơi lên ấy. Đấy thế nên là lúc đổ nước thì mọi người cố gắng là tránh phần đèn này, phần đèn thì bọc rồi không sao, nhưng mà tránh cái phần này nhá, nó mà đổ vào đây thì đấy, thì tí đợi đợi xíu mình sẽ đổ nước vào và cắm điện lên trông nó như thế nào nhá. Thì trông có vẻ là kín đấy, cho mọi người nó không có gì nhiều, thực sự là cái này kiểu để cắm điện và trang trí thôi đấy. Đây bây giờ mình sẽ đổ nước vào và bật lên cho mọi người xem. Bây giờ thì mình sẽ đổ nước vào này, nếu mọi người nhớ nhá, nhớ né cái quạt này ra, với cả đổ cẩn thận không không để nó dính vào đèn là được. Chắc tầm này là đủ, bởi vì là mình không muốn nó dính đến cái đèn đâu. Thì mình đổ nước xong mà nó không thấy nó dính, không thấy nó rớt ra ngoài thì gọi là khả năng không bị rò rỉ là hợp lý rồi đấy. Giờ mình sẽ cắm điện này. Thì mình vừa mới cắm điện rồi, rồi bây giờ mình sẽ bật lên. Đấy. Sẽ trông như này. Để mình tắt tắt mấy cái đèn đi. Đấy thì nó sẽ trông như thế này. Còn bây giờ mọi người, đấy là việc hiệu ứng đèn. Đấy, nhấn giữ để tắt, nhấn bình thường để bật lên, nó chỉ đổi màu thôi. Mình đang chưa hình dung là hiệu ứng lửa nó sẽ trông như thế nào nữa. Đây và thực tế hiện tại là mình nhìn thấy hiệu ứng lửa đây này. Nhưng mà qua nhìn mình nhìn thấy có vẻ là qua video nó không thực sự rõ, nó không thực sự rõ đến thế. Nói chung là kiểu nó sẽ xông xông hơi thôi cho nó đỡ kiểu bị khô phòng ấy. Thì đấy,
Thì chung là cái món đồ hôm nay mình giới thiệu này cũng chỉ kiểu cái món đồ hôm nay mình giới thiệu này cũng chỉ kiểu để mọi người có thêm một option để trang trí. Thì đồ đắt tiền hơn thì nó sẽ chắc là đồ đắt tiền hơn thì nó sẽ kiểu hiệu ứng nó rõ hơn, rồi là báo thức, rồi là đồng hồ đủ kiểu. Nhưng mà mua hiệu ứng cái rẻ rẻ thôi để đây kiểu cho nó đỡ, vừa làm đèn ngủ vừa làm cho nó đỡ khô phòng ấy, thì mình thấy mọi người cũng khá là ok la nếu mà mọi người nghĩ kiểu đơn giản rẻ thế thôi. Chứ còn nếu mà nhu cầu mọi người muốn có một cái đèn trang trí thêm là đắt tiền hơn như nào đấy thì thực sự là mọi người có thể bỏ thêm. Nhưng thực sự mình thấy cái này khá là hợp lý này đấy, kiểu ví dụ mình làm đèn đèn ngủ này, cho để ở đầu giường này đấy cho nó đỡ bị, hoặc là mình để loanh quanh trên bàn chỗ trang trí này kiểu cho nó đỡ bị khô phòng, đỡ bị kiểu mùa đông cái thời điểm video lên này mùa đông hanh khô rồi đấy. Thì đó mọi người tham khảo một cái một món đồ để chung là nó không bị ướt ra hay là nó không bị dây ra gì cả, thế nên là khá là ổn đấy. Mà mình nghe thấy tiếng mình chưa thể cảm nhận tiếng quạt nó đang quay này, nhưng qua video nó không rõ nhỉ. Ở đấy nhưng mà nếu mà đồ xịn hơn thì chắc là nó sẽ trông bốc khói lửa nghi ngút lên hơn, chứ còn đồ này có vẻ không 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 bốc khói lửa. Thì đó mình nghĩ là hết rồi đấy, content hôm nay cũng chỉ thế này thôi, vì cái này cũng chỉ là cắm vào là dùng luôn thôi chứ không có cài đặt không có cái gì cả. Thì mọi người nghĩ xem mọi người sẽ trang trí góc làm việc hay là đèn ngủ thì mọi người sẽ chọn cái nào, có dùng có cùng loại giống như kiểu này giống mình không hay là mọi người dùng cái khác. Thì mọi người có gì tương tác mọi người cứ nhắn tin ở dưới nhé, mình sẽ tương tác lại với mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video đến giờ phút này, bye bye.